Rồi buổi sáng xin chào tất cả anh em nhé. Sáng nay tôi lại chỉnh sửa lại cho cái cây chồi mòn này lần cuối anh em ạ. Lần tiếp theo thì tôi tháo kẽm nha, chưa quả thôi. Mình chỉ cắt tỉa sơ sơ thôi anh em ạ. Cây này mà mình nuôi mình để ra quả nó già rồi. Ung tùm tùm những cái cành này cái bấm lại không nó. Nó phá thế anh em ạ. Thank you.
đây anh em, sau một hồi chỉnh sửa thì nó cũng tương đối hoàn thiện thành một cái cây bonsai rồi đây anh em.